Chào anh chị, thì hôm nay em vừa về một con xe tải 4 chân hổ vồ. Cái này kêu là hổ vồ mắt nha anh chị. Đó, thì bữa giờ em cũng chưa làm mấy cái mẫu xe 4 chân. Thì hôm nay về một con thì cũng tranh thủ quay video cũng như là cập nhật giá lại cho anh chị. Nếu anh chị nào có nhu cầu mua xe thì cứ nhắn cho em nha. Xe nào cũng có cho anh chị nha. Thì hiện tại con xe này con xe đời 2023, nên là nó sẽ có mức giá là tốt hơn một xíu, giảm 30 triệu, chỉ còn lại 1.730.000 thôi nha anh chị. Và anh chị nào có nhu cầu thì cứ nhắn cho em, thì em sẽ có những cái mức giá tốt hơn cho anh chị nữa. Và hiện tại ngân hàng có với cái mức lãi suất cũng khá là tốt, nên là anh chị nào có nhu cầu mua thì cứ alo sớm nha. Thì em sẽ giới thiệu sơ lại một vòng và em nói những cái ưu điểm khi mà anh chị lựa chọn cái hổ vồ này nha anh chị. Trước mặt anh chị là cái hổ vồ mắt, phần diện mạo rất là hàm hố nha anh chị. Cụm đèn anh chị thấy cụm đèn là đèn led nè anh chị. Nè, đó, đèn led này. Rồi dãy xuống này, bật đèn lên nhìn rất là đẹp nha anh chị. Và chúng ta có cái dãy đèn xi nhan là đèn led trong đây nữa nè anh chị. Đó. Cái này thì chút nữa, tại hôm nay là em quay có một mình, là mấy bạn bận hết rồi, nên là em quay có một mình, em không có bật đèn lên cho anh chị xem. Thì chút nữa em sẽ cố gắng em bật em quay sao cho anh chị nha. Và trước mặt anh chị là cái con xe này là màu đỏ nha anh chị, giống đỏ cam đó. Đây. Con này thì có tải trọng là 17 tấn 9, thùng dài của nó là 9,7 nha anh chị. Thì dòng này là anh chị thấy nó sẽ có cái dung tích máy rất là lớn nha, dung tích máy là 400 đó, rất là khỏe. Đây, hổ vồ mắt dung tích máy 400 rồi, 400 công suất 400 anh chị, còn dung tích máy của nó là 10,5 đó. Nó có chức năng là đề tự động luôn anh chị. Hộp mâm của nó là hộp kim nhôm nè, mâm nhiều anh chị em quay lên rất là nhiều anh chị thích cái bộ mâm này nè. Đấy, bộ mâm nhôm nha anh chị. Đây, mâm nhôm này. Để bầu hơi. Cúp mát. Em leo lên em bật cái. Đây em giờ em sẽ leo lên. Em leo lên em bật cái đèn led cho mọi. Đèn led coi. Trèo lên bật cái đèn led đây. Coi thử. Đừng đề máy nha. Mấy đứa em nó không biết chạy nó đề máy nguy hiểm anh chị. Em bật chìa khóa lên. Đây em nãy giờ bật đèn led lên cho anh chị coi nè. Anh chị thấy nó đẹp nha. Dãy đèn led nè. Đó. Nhìn xe mình cực kỳ đẹp luôn. Cái này mà em đặt đèn lên, bấm đèn ưu tiên lên em, bấm đèn ưu tiên lên là xe rất đẹp. Thì cái mẫu này thì bây giờ trên thị trường á, chúng ta có thể nếu mà mua á, thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn, ví dụ như là Đông Phen, Trên Long hoặc là Jack hoặc là Hổ Vồ Mắt đó. Nhưng mà hiện tại hai cái dòng là Trên Long và Hổ Vồ Mắt là hai cái dòng bán chạy nhất nha. Trên Long thì cái mẫu mã thì cũng khá là đẹp, nhưng mà cái mức giá khá là quan trọng nha anh chị. Với cái mức giá hiện tại thì hổ vồ mắt là có mức giá cao nhất là 1.730.000 chưa giấy tờ. Và chút nữa em sẽ tính cho anh chị luôn mỗi tháng anh chị góp bao nhiêu với cái dòng xe này luôn nha. Anh chị thấy đèn lên đẹp chưa? Đó, đi ban đêm cực kỳ đẹp luôn. Và chúng ta phải qua phòng bên hông nha. Đây, đèn nháy hết lên nha anh chị nè. Đây là bình nhiên liệu hộp kim nhôm 600 lít. Mâm sao, mâm của nó là mâm nhôm hết nha anh chị. Rất nhiều khách hàng thích bộ mâm này nè. Còn đây là phiên bản thùng bạc. Thùng dài là 9,7 m, bề ngang là 2,350 m và chiều cao là 2,150 m nha anh chị. Đó. Xe hôm nay em quay chi tiết cho anh chị. Em để lên em quay bên đây cho anh chị coi. Và hiện tại với cái mức giá là 1.730.000 chưa giấy tờ, anh chị trả trước cho bên em đâu đó là tầm hơn 400 500 gì đó, hơn 500 xíu. Em ví dụ em tạm tính vay cho anh chị là tầm khoảng là 1.2 thôi. Tạm tính vay cho anh chị 1.2 trong thời gian là 7 năm. Thì mỗi tháng anh chị góp cho em là cả lãi cả gốc luôn là 25 triệu nha anh chị, dư nợ giảm dần. Bây giờ trên đây là cái nội thất của con xe nha anh chị. Nội thất xe này.
Anh chị thấy là cái màn hình rất là đẹp nha. Đây là màn hình LED, màn hình cảm ứng rất là to nè. Cái này thì em cũng không chưa khám phá mấy. Nó đang kết nối điện thoại gì nọ. Màn hình rất là to nha, rất là xịn sò. Máy lạnh, phanh lốc kê này, chỉnh nè. Anh chị thấy cái nội thất của nó rất là xịn sò nè, đó. Rồi cái chế độ mát là cứ nghĩa là khi mà ví dụ xe anh chị mà để ngoài trời nắng á, đó, bây giờ nó bắt bật nè anh chị. Anh chị để ngồi nắng á, rồi chúng ta lên chúng ta cần một cái gọi là lọc mát, làm mát nhanh á, chúng ta nhấn vô là máy lạnh nó sẽ chuyển về cái mức độ thấp nhất và gió là quạt gió là mạnh nhất nha anh chị. Đó, ghế hai chỗ ngồi với cái bên giường cao có hai giường, và trên đây luôn là chúng ta sẽ có thêm cái cửa sổ trời và có thêm dàn đèn đây nữa nha. Học rất là nhiều, học để đồ nha anh chị, tại vì công xe này cũng rất khó là thích hợp cho những vị khách hàng đi đường xa anh chị, nên là người ta còn nhiều cái khoan hành lý để đồ đó. Đây là rèm che nắng, ví dụ đi trời nắng quá chúng ta có thể kéo xuống hết cửa tới đây là chúng ta lái xe nha anh chị. Ngoài chúng ta giật lên, nó có cái dây này, dây chốt này, chúng ta giật lên đó. Học đựng ly nè, tàn thuốc nè, nè áo máy anh chị tháo ra có thể để làm để ly cốc, đựng cốc nước, hoặc là chúng ta hút thuốc thì chúng ta để vô, nhưng mà hút thuốc thì có hại sức khỏe, anh chị cũng hạn chế hút thuốc mấy đó nha anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có bộ điều khiển, gương và gương chính điện nha anh chị. Gương bên trong đây là gương chính điện nè, chúng ta chỉnh cái này nè anh chị, thấy em đang chỉnh không? Ra nè, vô nè, đó, rất là tiện. Ví dụ như trời mưa này nọ chúng ta có thể là tự động chỉnh luôn, không cần mà phải tuột tay ra dùng tay mà nhóm như những cái dòng xe khác nha. Và có thêm cái chức năng sấy gương nữa anh chị nhé, sấy gương ở đây đó, lấy giấy lên xuống nè, kính nè, quá trời những chức năng. Nói chung là cái con xe này nó nhiều cái tính năng lắm anh chị à, tại vì cái giá thì nó cao và cái con xe này gần như là cái con xe gần như là hiện đại nhất của mẫu xe Trung Quốc, đó là nó trang bị rất là nhiều cái option trên cái con xe này. Với mức giá 1.730.000, anh chị nào có nhu cầu thì cứ nhắn cho em nha, em hỗ trợ vay cho anh 1.250.000 hoặc là 1.2 đó. Còn như anh chị có điều kiện thì chị trả trước nhiều xíu đỡ lãi ngân hàng. Lãi suất thì hiện tại bây giờ là tầm khoảng là 0.9 một tháng, thì tầm khoảng 11% một năm anh chị, tầm đó nha. Rồi cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ Khanh nha.